Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người hôm nay tiếp tục quay cần câu giá rẻ cho mọi người lựa. Đây, dùng đóng lại lại. Đầu tiên là cây cần tai, chất liệu là phíp. Hình của cây cần khoảng 85%. Đây, đầu của nó bị gãy một tí nhé. 1 2 3 3 lóng nha mọi người. Đây, cái thân của cái cần này có tí tẹo rồi. Dài 2m4, thu vào là 1m01, đầu là 0,5 ly, cân nặng là 60g. Cây này số 1, 80.000. Số 1 80.000 nha mọi người. Số 2 là cây này. Đây, China xuất nhập nha. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80%. Đây, cái khoang thì nhìn nó hơi cũ cũ thế này nha mọi người. Một lóng, 2 3, 3 lóng nha mọi người. Cần dài 2m9, thu vào là 1m1, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 240g. Cây này cây số 2, 190. Số 2, 190. Số 3 là một cây cần một khúc như thế này đây. Này, sơn xiết dính tùm lum. Cần này chắc cũng chế lại rồi nha mọi người. Này, khoan, chỗ này nó cột cái gì đây, cột cái ống cố định hay sao mọi người. Đấy, cột cái ống, hình như cái cần này người ta chế đọt chỗ này á. Đây, rất là cứng nha. Cần này dài 1m32, đọt 3,3 ly, cân nặng là 180g. Đây là cây số số 3. Một trăm nghìn. Đây, số 4, cây cần súp, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cây cần này khoảng cỡ 70-75% thôi. Đây, van thì van kim loại thế này đây. Đọt 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng tất cả nha mọi người. 3 lóng. Bát nhựa vặn đây. Cần này dài 2m, thu vào 78cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 160g. Cái này cây số số 4. 100.000. Số 5 là cây cần kinh tân nha mọi người. Số 5 cây cần kinh tân, bát Fuji FS6. Này, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 80%. Đây, dàn khoan thì hư rồi đây, còn được cái khoan này. Đó là cái đầu bu nhé. Một lóng, 2 lóng, 3. Cái cần này dài 2m35, thu vào 90cm, đọt của nó là 2,3 ly, cân nặng 140g nha mọi người. Thế
đây là cây số 10, cây số số 5. Số 5. Năm 130.000 nha mọi người. Số 6 là cái cần này. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Khoan của nó này. 90% hơn á. Khoan của nó rất là đẹp nha mọi người. Ngọt lắm mà. Hai này. Ba lắm. Ba lắm nha mọi người. Rồi. Bát vặn đây. Kim loại đây. Đây nhá, kim loại đây, con này vặn nhựa. Dài 2m1, thu vào 80cm, đột 2 ly, cân nặng là 140g. Đây là cây số thứ 6. Thứ 6, 180. Số 7 là một cây cần đây, Made in Korea ISO Bano 36. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần khoảng 80%. Dàn phan của nó phan kim loại thế này luôn đây. Đấy. Một lóng, hai, ba, bốn lóng nha mọi người. Đây, bát của nó đây, bát vặn, cái này kim loại này, cái này nhựa này. Cần dài 3m6, thu vào 1m03, đột 2 ly, cân nặng là 210g. Ủa mấy giờ rồi mà họ đi ngủ hết trơn rồi đó. Cái này cây số số 7 170.000. Số 7 170.000. Số 8 là cái cần này, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%, 85% trở lên. Đấy, dàn phan của nó, phan cái vô này hư rồi thôi, còn mấy cái phan này còn này. Một lóng, hai, nhìn như carbon mọi người. Này, cái này như chất liệu là carbon hay sao? Thôi, đại đi mình cứ coi như là phíp đi nha mọi người. Hai, ba, bốn. Bốn lóng bát này. Cần này dài 3m5, thu vào 1m, đột 1,9 ly, cân nặng 180g. Cái này cây số số 8, 170.000. Số 8, 170.000. Chính là cái này, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần khoảng 85% trở lên. Dàn khoan của nó đây. Hai, ba, bốn, năm lóng. Bát của nó đây. Cần này dài 2m7, thu vào 75cm, đột là 1 ly 8, cân nặng là 160g nha mọi người. Cái này cây số số 9 nha. Số 9 170.000.
phí 170.000 nha mọi người. Bút hết mực. Tiếp theo số 10 là cần này. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần đây. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Dàn phan này. Phan rỉ. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Bát nhựa. Hả? Cần dài 2m1, thu vào 79cm, đột 2,4 ly, cân nặng 180g nha mọi người. Cái này cây số 10. Số 10. 130. Số 11 là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Chất liệu là phíp. China xuất Nhật. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đây, dàn phan của nó này. Đây, đầu bu nó hình như nó cũng bị bung hay sao, người ta dán keo vô này đây. Đấy, mọi người về thay cái đầu bu đi. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Ba lóng nha mọi người. Đây, bát của nó đây. À, mắc cái nắp đít nữa, mắc cái nắp đít đây nha. Cần này dài 2m4, thu vào 88cm, đột là 2,5 ly, cân nặng là 140g. Cái này số 11. 11. Cái này 140.000. Số 12 là cái cần này. Đấy. Club ten. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây. Dàn phan của nó đây. 1 2 3 4 4 giống nha mọi người. Bát. Bát bị dí rồi nhưng mà vẫn còn trượt được nhé. Đây. Ok. Cần này dài 2m7, thu vào 79cm, đột là 1,6 ly, cân nặng là 140g. Đây là cái số 12. 12. Số 12 nha mọi người. Một trăm ba mươi nghìn. Số 13, một cây cần súp. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90% trở lên. Đây, khoan của nó. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây, bát của nó. Cần này dài 2m4, thu vào 87cm, đột 2,5 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 13. 13. 170.000. 13, 170.000. mười bốn là một cây cần hai khúc đây. Nó sơn, nó chế tạo gì, nó sơn tùm lum đây. Bát Fuji nhá mọi người. Bát Fuji PF7. Fuji FX7XB gì đây. Đấy, cần hai khúc nhé.
dàn phang của nó thì mọi người thấy đó, một phang, hai phang, ba phang, bốn phang và một đầu bu, bốn phang một đầu bu nhé. Đây, đọt thì cứng ngắt. Đấy, nói chung là gọi là cần chế đi. Rồi. Thằng này dài 2m1, thu vào là 1m1 này. Đọt của nó là 3 ly. Cân nặng là 280g. Đây là cây số 14. 14. $130.000 nha mọi người. Thôi. 15. Đây. 15 là một cây cần 3 khúc chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, ngoại hình của nó đây. Thì nó có tổng cộng là một đầu bu này. Một đầu bu này phải của Fuji không biết, để mình nhìn kỹ xem thử. Đầu bu không phải của Fuji. Đấy. Một đầu bu, một phang, hai phang, ba phang. Nhưng mà ba cái phang này thì hư hết rồi. Đấy, còn đầu bu thôi, mọi người về tự chế phang vào nhé. Tự chế phang vào. Đây, bát thì bát vặn nữa này. Cần là dài 2m4, thu vào 84cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 220g. Cây này cây số 15. 15. 100.000. 15 100.000 nha mọi người. Mười sáu là một cây cần 2 khúc. Đây, cần này chất liệu là phíp nha mọi người, dài 1m65. Ngoại hình của cây cần này thì khá là đẹp, 85% trở lên nhé. Đọt này, phang thì có nó 1, 2, 3, 4 phang và một đầu u, phang kim loại như thế này nha mọi người. Đấy, phang kim loại như thế này, mọi người về có thể đánh cho nó trơn này. Đầu u đây. Ok, đầu bu còn đá nhé. Dài 1m6, thu vào 84cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 120g. Cái này cây số số 10 mấy rồi ta? Số 16. 16. 140.000. 16 140.000 nha mọi người. Số 17. Số 17 là cây cần này. Chất liệu là phíp. Cần 2 khúc nhé. Ngoại hình của nó thì cái này chắc ngoại hình chắc 55%. Nhìn nó xước xác lắm. Đầu bu này, đầu bu này, khoang này, mấy cái khoang là sợi sợi kim loại chống rỉ nhé. Đây, về mọi người có ưng cọc gia cố thêm cọc gia cố nhé. Câu bài bài chơi. Đấy. Bát vặn đây, nhưng mà vặn chỗ này đang bị cứng nhé. Về lấy kèm kẹp vặn lại. Cần này dài 1m5, thu vào 76cm, độc là 2,2 ly, cân nặng là 160g. Cái này cây số 17. 70.000. 17 70.000. mười tám là cái cần này, China xuất Nhật nha mọi người, chất liệu là phíp, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đấy, này cái đọt chỗ này, cái khoang chỗ này nó mắc chỗ này này, không biết nó có bị gì chỗ này không, nhưng mà nó mắc chỗ này rồi. Về có khi mọi người hạ đọt đi, hạ đọt xuống đây luôn nhé, gắn cái đồ bu vào đây nhé. Đấy, còn hiện tại mình vẫn cứ để đó. Một lóng, 2, 3, 4, 5,
sáu lóng nha mọi người, sáu lóng tất cả. À, nó bị mắc nên thành nó chưa có đầu dư như thế này. Bát hai bô x7 nhá. Cần này dài 4m3, thu vào là 1m4, đột là 1,2 ly, cân nặng là 310 g, giá 100.000. Cái này cây số 18, 100.000. mười chín là một cây cần NFT 4 khúc nha mọi người, NFT 4 khúc đây này, cho mọi người coi từng khúc luôn, 4 đoạn như thế này đây, đây cho mọi người coi ngoại hình từng khúc luôn nhé. Bát này, ok, cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m5, đột của nó là 2,5 ly, cân nặng là 1kg 2 lạng 6 nha mọi người. Đây. Đấy. Rồi. Cái đoạn thứ hai từ góc lây này. Đấy. Khoan còn ok nhé. Nó có khoan thì mình thấy còn ok cả. Đấy. Khoan còn ok nha cả nha mọi người. Bốn khúc này, cái ngọn của nó đây, NFT rồi bu, ok nha mọi người. Đây cái cần 4 khúc này số 19, giá 450.000. 19 giá 450.000. Đấy, ai mua cây cần 4 khúc này thì tặng luôn cây cần này, tặng luôn cây cần này về lấy ngọn nó đồ gì. Cái gốc của nó nhìn nó tóc sơ nhìn gớm quá. Đây, còn phía trong của nó này, phía trong của nó mình thấy còn khá là được nhé. Ok, cần tay nha mọi người. Đấy, đột này. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Cần này thì 5 lóng. 5 lóng nha. Dài 3m9, thu vào là 87 cm, đột là 0,7 ly, cân nặng 160 g. Đấy. Cần này, cái này thì tặng. Tặng theo số 19 nha. Tặng theo số 19. Tặng kèm 19 nha mọi người. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng thì mọi người hãy kiểm tra hàng cẩn thận xem có hàng có bị sai xấu gì không so với trên video, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy. Có gì thì mọi người báo ngay cho mình lúc đó luôn, chứ còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng mà mọi người cứ nhận hàng bừa đi rồi mới mở ra báo mình là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.